Ông Nguyễn Xuân Phúc ngất lịm khi hay tin trợ lý kiêm lái xe của mình là ông Võ Hoàng Lân bị đầu độc chết. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã cho ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được tại ngoại về nhà tại Quảng Nam. Sau 7 ngày, ông bị Bộ Chính trị và Trung ương Đảng triệu tập ra Hà Nội để giải trình những sai phạm nghiêm trọng, thì ông đương nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ và chức vụ Chủ tịch nước. Nay ông đã được tại ngoại, trở về quê nhà tại Quảng Nam. Nhưng dưới sự giám sát của đặc vụ, ông Nguyễn Xuân Phúc bị cấm xuất cảnh theo lệnh của Bộ Chính trị, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ban hành. Thưa quý vị, ngay sau khi từ Hà Nội trở về quê nhà, ông Nguyễn Xuân Phúc nhận được tin dữ sét đánh ngang tay. Đó là trợ lý kiêm lái xe của ông là Võ Hoàng Lân bị hạ độc chết khi ông Phúc không có ở nhà, khiến cho ông Phúc quá đau đớn và ngất lịm đi. Được biết, ông Võ Hoàng Lân không chỉ là một lái xe kiêm trợ lý cho ông Phúc coi ông Lân như một quản gia trong gia tộc Nguyễn Xuân. Tất cả các phi vụ làm ăn của ông Phúc, ông Lân nắm rất rõ, từ các vụ làm ăn lớn của bà Nguyệt Thu, vợ của ông, và các phi vụ của con rể, ông là Vũ Chí Hùng, và ông Trần Công Tấn, em vợ của ông. Có lẽ đây là một vụ án giết người, diệt khẩu vì ông Võ Hoàng Lân biết quá nhiều chuyện bí mật và ông Lân đang cần một số giấy tờ quan trọng liên quan đến các vụ làm ăn của ông Tấn, Phan Vũ Chí Hùng và của cả gia tộc ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo thông tin chúng tôi được biết, đứng đằng sau trên 1 tỷ đồng để hạ độc ông Võ Hoàng Lân, trợ lý đắc lực của ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cái đó chính lại là người thân trong gia đình của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Công Tấn, em trai bà Trần Nguyệt Thu, vợ của ông Phúc. Như bản tin trước, chúng ta đã biết tại cơ quan cảnh sát điều tra, tên Nguyễn Chí Kiên đã khai ra có người thuê ông hạ độc Võ Hoàng Lân với giá 1 tỷ đồng là ông Trần Công Tấn, em vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Được biết, ông Trần Công Tấn là một mắt xích sân sâu của dân tộc. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đang sở hữu khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng qua những phi vụ làm ăn bất hợp pháp cùng con rể của ông Phúc, tên là Vũ Chí Hùng, chồng của cựu tiểu thư Nguyễn Xuân Trang. Như chúng ta đã biết, trước khi bỏ trốn, Vũ Chí Hùng là Phó Tổng Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam. Vũ Chí Hùng đã cho cả vợ của mình là Trần Công Tấn đứng tên hàng loạt các công ty bất động sản trải dài từ Nam tới Bắc. Từ năm 2007 đến nay, với vai trò nắm tài chính của PTSC, Vũ Chí Hùng đã lách được 46,69 tỷ đồng từ năm 2010 từ công ty cổ phần Phú Thành Mỹ. Trong đó, Hồng nhờ gắm ông Trần Công Tấn đứng tên là 36,96 tỷ đồng năm 2010 trên quê nhà Quảng Nam. Trang về Vũ Chí Hùng thâu tóm được dự án khu phố chợ điện Nam Trùng, khu đô thị Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam trên danh nghĩa hợp tác với đối tác mà mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Nguyễn Thịnh Phát do ông Trần Công Tấn đứng tên với số vốn là 79,65 tỷ đồng năm 2013. Ngay sau đó thâu tóm 30% cổ phần công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Hưng và thực hiện hàng loạt dự án MA nhằm rút tiền từ PTSC. Từ năm 2013 đến nay, vợ chồng Nguyễn Chí Hùng, Xuân Trang tiếp tục mở hàng loạt các công ty nhằm hướng dự án và đầu cơ công ty cổ phần khoáng sản Bắc Trung Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối MSB, nhà hàng Sen Đông Dưỡng và thành phố Hồ Chí Minh, 1.600 m² đất tại thành phố Hồ Chí Minh, 600 m² tại quận 2 và 1.000 m² tại quận 9, biệt thự Vincom Villager là 0429 Hoa Sữa, rộng 340 m² tại Long Biên, Hà Nội, theo giấy tờ là do ông Nguyễn Xuân Phúc tặng nhà mặt tiền số 29A Đồng Khởi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ rộng 260 m² tại chung cư 59 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cũng do ông Phúc tặng theo giấy tờ căn hộ 1A125 khu phố Garden Gold, Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ chung cư Ruby Sài Gòn, căn hộ số Duff 511, khu căn hộ Golden Westlife số 126A Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, rộng 218 m², căn hộ rộng 180 m² tại chung cư Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, căn hộ rộng 127 m² tại Bắc Sinh Hùng, phường 126 Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả khối tài sản công lộ trên của Vũ Chí Hùng về gia tộc Nguyễn Xuân Phúc đều đứng tên ông Trần Công Tấn. Tất cả các giao dịch trên của Vũ Chí Hùng và gia tộc ông Nguyễn Xuân Phúc đều có mặt trợ lý ông Võ Hoàng Lân đứng ra làm chứng. Chính vì ông Võ Hoàng Lân biết quá nhiều bí mật trong các phi vụ làm ăn của ông Tấn và Vũ Chí Hùng, trong khi ông Phúc, bà Nguyệt Thu, Nguyễn Xuân Trang và Vũ Chí Hùng đều bị bắt, thì ông Tấn
tới người ra tay hạ độc ông Võ Hoàng Lân để bịt đầu mối nhằm chiếm đoạt tài sản. Kính thưa quý vị, lời khai chấn động của Nguyễn Xuân Trang, con gái rượu của ông Nguyễn Xuân Phúc, đã bị bắt với tội danh lợi dụng chức quyền của cha mình là ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn làm thủ tướng. Cho đến khi ông Phúc được lên làm chủ tịch nước, trong suốt thời gian dài, Nguyễn Xuân Trang đã giúp cho mẹ mình là bà Trần Nguyệt Thu, là người trực tiếp đứng ra chỉ đạo trực tiếp các phi vụ đại án tham nhũng của Việt Á và các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam tại nước ngoài. Kính thưa quý vị, Tổng trọng hạ lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Trang, con gái ông Nguyễn Xuân Phúc, theo lời khai của bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc. Nguyễn Xuân Trang là một cánh tay đắc lực giúp cho mẹ mình, là bà Trần Thị Nguyệt Thu tham gia đường dây tham nhũng trong vụ án Đại Kích Tết Việt Á và các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam tại nước ngoài, cùng hàng trăm phi vụ bất động sản kéo dài từ Sài Gòn cho đến tận Đà Nẵng. Được biết, con gái ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Trang không chỉ giúp cho mẹ mình thâu tóm những khu đất vàng trên khắp đất nước Việt Nam, mà Nguyễn Xuân Trang còn đang nắm trong tay hàng chục khu đất vàng tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Ước tính khối tài sản của con gái ông Phúc lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Dựa vào cái bóng của cha mình là tứ trụ triều đình, Nguyễn Xuân Trang thừa cơ hội vơ vét những đồng tiền bất chính vào tay mình. Để rồi hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra một cách nghiêm trị với cả gia tộc Nguyễn Xuân Phúc. Sự việc hai phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ Đức Nam bị cách chức vẫn còn nóng trên diễn đàn và báo chí quốc tế vẫn tiếp tục quan tâm và bình luận. Hai phó thủ tướng được nghỉ khuất tất đằng sau bình luận về sự kiện này bị thanh trừng hay tự xin nghỉ, nguyên nhân là gì? Tại sao quy trình của Đảng và Quốc hội miễn nhiệm phó thủ tướng và bổ nhiệm người mới diễn ra nhanh gọn như vậy? Hai vị phó thủ tướng đã phạm sai lầm gì đến mức bị bãi chức? Đã từng có một hội nghị bất thường, tại hội nghị này, ba ủy viên trung ương đã bị thanh trừng, đó là các ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt và Bùi Nhật Quang. Họ được Đảng nói rõ là đã có sai phạm gì, khuyết điểm gì và bị kỷ luật thế nào rồi mới bị cho ra khỏi trung ương. Tuy nhiên, với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, Đảng không hề nói rõ nguyên nhân là gì. Thông báo phát đi của Trung ương Đảng và Quốc hội đều cho rằng việc này là xét theo nguyện vọng cá nhân của hai ông Minh và ông Đam tại kỳ họp Quốc hội để bảo nhiệm. Hay ông Minh và ông Đam còn được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa và ca ngợi công lao. Tất cả những điều này cho thấy dường như hai ông này không hề bị thanh trừng mà chỉ là hạ cánh an toàn. Trả lời báo chí về nguyên nhân bãi nhiệm của hai phó thủ tướng này, ông Bùi Văn Cường, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói như sau: nếu có vấn đề sức khỏe không đảm bảo hay uy tín giảm sút thì xin thôi. Cấp có thẩm quyền khi đó sẽ xem xét miễn nhiệm vụ ấy. Không rõ hai ông Minh và ông Đam gặp vấn đề gì về sức khỏe cùng một lúc hay là uy tín giảm sút, mà nếu như uy tín giảm sút thì vì lý do gì? Vì từ trước đến giờ hai ông chưa từng bị Đảng loan báo kỷ luật, hai ông phó thủ tướng bị bãi nhiệm cũng trong bài báo này. Một luật sư bất đồng chính kiến ở Hà Nội rằng, bất chấp các ngôn ngữ là cho thôi hay là hình thức trang trọng, đúng quy trình mà Đảng thể hiện, bản chất của vụ việc này vẫn là kỷ luật. Ông Quân phân tích, nguyên nhân hai vị này bị kỷ luật là do những bê bối trong vụ chuyến bay giải cứu ở Bộ Ngoại giao và vụ bộ xét nghiệm của công ty Việt Á. Hai ông này phải chịu trách nhiệm về những vụ tham nhũng của cấp dưới của mình, vốn đã bị bắt và bị khởi tố trong hai vụ án lớn. Ông Quân nói, trước đó, ông Nguyễn Văn Tình, trợ lý ông Đam đã bị khai trừ, Đảng truy tố về tội nhận hối lộ trong vụ Việt Á. Còn ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý ông Minh cũng bị bắt giam để điều tra về cùng một tội danh trong vụ chuyến bay giải cứu. Ngoài ra, ông Quân cũng đề cập đến yếu tố Trung Quốc được tờ báo Nikkei Asian của Nhật Bản loan ra. Đó là tại buổi tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2022. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với ông Trọng là cần giới hạn ảnh hưởng của các nhân tố phương Tây và nêu đích danh ông Phạm Bình Minh. Ông Minh là con trai của cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người có quan điểm chống Trung Quốc mạnh mẽ trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, chúng ta có thể dự đoán nguyên nhân đằng sau là sức ép của phương Bắc và những người bảo thủ có ý chống lại sự hội nhập với thế giới phương Tây, mà đặc biệt là Hoa Kỳ. Khi cần kỷ luật thì người ta có thể đưa ra được vô vàn lý do. Vì luật sư bất đồng chính kiến này phỏng vấn, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân nhận xét về hai vụ cũ phó thủ tướng này. Luật sư Quân nói rằng bản thân ông khá quý mến ông Minh và ông Đam. Tôi có theo dõi họ và thấy cả hai ông đều là người có năng lực học vấn cao, thông thạo ngoại ngữ, gần gũi với nhân dân và báo chí.
Có nói chuyện tham nhũng hay không thì tôi không biết, nhưng trong sạch thì dứt khoát là không, bởi vì một lý do duy nhất, anh không thể là một giọt nước tắm trong một lọ mực đen. Ông Quân nói thêm, ông chỉ ra vai trò rất lớn của ông Đam trong việc hội nhập cùng ASEAN khi còn là vụ trưởng vụ ASEAN và sau này là thư ký riêng của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi nghĩ ông Đam có ảnh hưởng lớn từ tinh thần đổi mới vì dân của ông Kiệt. Riêng ông Phạm Bình Minh thì tôi nhận thấy rõ vai trò của Việt Nam đang đến, được ngồi vào nhiều ghế quan trọng của Hiệp hội, được ngồi vào nhiều ghế quan trọng của Liên Hiệp Quốc như ủy viên không thường trực, giờ lại là thành viên Hội đồng Nhân quyền, mặc dù Hà Nội vẫn gia tăng đàn áp nhân quyền mạnh. Điều này chứng tỏ sự lèo lái về ngoại giao của ông rất tốt, vì luật sư này phân tích bản chất của việc thanh trừng hai ông phó thủ tướng ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên trang VOA tiếng Việt có bài viết tựa đề Những phi lý từ phiên họp bất thường dính đến hai phó thủ tướng Minh và Đam của tác giả Hải Lê. Bài viết phân tích về sự bất công và Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người dân do việc bưng bít sự thật. Theo tác giả, ông Trọng cho các ủy viên Bộ Chính trị không bao giờ có thể vun đắp niềm tin khi mà vẫn còn che giấu sự thật. Tác giả Hải Lê viết, những suy nghĩ bắt nguồn từ lắt léo của thể chế độc tài toàn trị được hệ thống quyền lực lưỡng đầu, chế bảo trợ khiến cho người dân biết rất ít cho các màn đấu đá sau hậu trường. Đấy cũng là mảnh đất màu mỡ cho nền báo chí mãn khai độc diễn tác giả dẫn lại cuộc họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 với nội dung xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ soi thông cáo về hội nghị bất thường này. Tác giả rút ra nhận định một sự nghiệp của hai ông Phó Thủ tướng Minh và Đam đã chấm dứt cả hai. Cả hai ông đã về hưu là do bị trên ép chứ không. Hai ông không từ làm đơn xin từ chức và số phận hai ông sau khi nghỉ hưu tùy thuộc công bố tương quan giữa hai phe bảo vệ và truy sát. Các ông tác giả còn cho biết, theo nguồn tin nội bộ thì ông Minh không chịu viết đơn từ chức vì ông không tham nhũng. Ông chỉ nhận trách nhiệm liên đới ông Minh, còn đề nghị ban bí thư cho lấy phiếu tín nhiệm nhưng có vẻ không được đồng ý. Ông Đam thì thúc thủ ngay từ đầu và chấp nhận phán quyết của Bộ Chính trị. Tác giả Hải Lê phân tích thông cáo này để lộ ra những điều phi lý, đó là việc ông Phạm Bình Minh bị buộc thôi chức cấp. Thứ trưởng, cục trưởng, đại sứ lần lượt bị tạm giam, nhưng người ở giữa các ngoài trường Bùi Thanh Sơn thì lại bình yên. Tác giả đặt vấn đề hai việc thao bổng Bùi Thanh Sơn là để che giấu điều phi lý tiếp theo. Đó là trong 19 ủy viên Bộ Chính trị thì có cả xã đồng chí dính chạm, kể cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng nắm quyền lực tối thượng nhưng lại để lọt lưới những màu mạt tai tiếng và nhiều người trong số này đã nhập kho. Thủ tướng Phạm Minh Chính thì tân dính khá sâu với tập đoàn AAS. Ông từng bảo kê cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn người đang bị truy nã. Ông chính cũng là người chủ trương chống dịch như chống giặc, ép dân vào các khu cách ly bắt buộc rồi bỏ rơi họ, dẫn đến con số tử vong cao, khủng khiếp. Tác giả kết luận nguồn gốc của mọi chuyện nằm ở thể chế độc tài. Vấn đề mấu chốt không phải là thực thi công lý mà là Đảng muốn thể hiện bàn tay sắt của mình trước công chúng khi đang nắm trọn cả ba quyền hành, pháp, luật pháp và tư pháp, thì đang muốn ai sống thì người đó được sống, muốn ai chết thì người đó phải chết. Trò hợp hành chỉ là màn diễn, là game show nguồn gốc thứ hai nằm ở sức nặng ở Nam Trung Hải, cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận câu chuyện đau lòng về cựu ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, thân phụ ông Phạm Bình Minh, một ngoại trưởng tầm cỡ quốc tế. Ông Thạch bị Đảng cho về vườn khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực chỉ vì ông chống Trung Quốc, không đồng ý bình thường hóa quan hệ giữa hai nước khi ông Phạm Bình Minh được đưa vào Trung ương. Tổng bí thư lúc bấy giờ là ông Đông Đức Mạnh phải thúc lên giữa cuộc họp đồng chí này, Trung Quốc không đồng ý cơ mà. Mới đây, tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã nói rằng chắc chắn có bàn tay của Trung Quốc can thiệp vào nhân sự ngành ngoại giao. Trong 13 văn kiện đã được ký kết trong dịp ông Trọng bị triệu kiến, Bắc Kinh có thể tìm thấy những nguy cơ xóa sổ các di sản ngoại giao nhằm cân bằng và đa dạng hóa một thời. Điều này chứng minh cho quan điểm của ông Lê Thành Kiên, nghĩa là Việt Nam phải hoàn toàn đi theo định hướng của Trung Quốc, vì vậy phải loại bỏ hoàn toàn những kẻ có xu hướng thần tài như ông Phạm Bình Minh, dù ông Minh cố gắng để không thể hiện rõ rệt quan điểm như người cha của ông.
Nguồn gốc thứ ba dựa vào các tuyên bố dân túy của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông cho rằng có thể ngụy trang chiến dịch thanh lọc phe phái trong đảng bằng hình ảnh chống tham nhũng. Tác giả kết luận đã đến lúc đảng cần phơi bày sự thật và kết thúc trò chơi ú tim giữa những phát biểu bị dân của lãnh đạo. Chỉ có như vậy thì mới có sự công bằng cho thật sự cho người dân. Sau phiên họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng trong ngày 30 tháng 12 năm 2022, việc Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi chức vụ đang trở thành đề tài nóng. Theo bình luận của những người quan sát tình hình chính trị, sự kiện này có khả năng liên quan đến chiến dịch đốt lò của ông Trọng để nhấn mạnh rằng đây là chuỗi sự kiện đặc biệt. Tác giả nêu ra trường hợp từ chức của Tổng Bí thư Trường Chinh trong lịch sử đảng xảy ra vào năm 1956 vì những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Tác giả Nghĩ Nhân giải thích rằng từ chức ở đây được hiểu là những cán bộ cao cấp ấy tự nhận thấy trách nhiệm của mình trong đảng trước nhân dân, tự giác chính trị, nhận trách nhiệm chính trị cao nhất, hoàn toàn không phải vì những hạn chế, khuyết điểm hay sai phạm mà tìm đến từ chức, như thể thoái thác trách nhiệm.